Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ rồi đi nhật của Thiện Phú. Hôm nay là ngày 24 tháng 5, Thiện Phú lên cho anh em 38 mẫu sản phẩm. Và anh em theo dõi từng mẫu sản phẩm từ mẫu số 1 cho đến mẫu 38. Anh em thích mẫu sản phẩm nào thì gọi trực tiếp cho Thiện Phú hoặc là nhắn tin qua Zalo nha anh em. Giới thiệu anh em đây là mẫu số 1 nha. Mẫu số 1 thì con này thì là hiệu Gogu. Con này thì còn sổ luôn. Con Gogu này chạy máy cơ tự động nha anh em. Con này có hai chữ G và có một cái kim dây là cái kim màu đỏ chạy cơ tự động, lỗ cơ trước. Con này thì cọc số la mã hình tam giác nha anh em. Trên cái niềng của nó có những cái cọc, cái cọc inox nổi lên. Con này xe mặt 37 và bốn chân dây là size 51, toàn thân làm bằng thép đúc không rỉ. Mặt sau lỗ cơ sau chạy máy cơ tự động của Nhật. Phía sau nó có bốn ốc để mở cái bộ máy này ra nha anh em. Con này mẫu số 1. Mẫu số 1 có giá là 1.900.000 qua mẫu số 2. Mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu là Apollo Armani. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Xe mặt 36 và bốn chân dây là size 51. Con này mặt đen. Góc này nó có một cái lịch trăng sao. Con này chạy hai kim lớn như này và một kim nhỏ, kim rốn ở đây nha anh em. Kim rốn nằm ở góc ngay giữa này, dưới này. Và cái kim này là kim chạy 24 giờ. Cọc số học trò, toàn thân làm bằng thép đúc. Cầm rất là nặng tay luôn. Mặt sau lỗ cơ sau. Trên cái búa nó có khắc chìm thương hiệu Apollo Armani. À, con này hiệu Rosso Armani. Con này lên tay này, cơ tự động của Nhật nha anh em. Con này mẫu số 2 có giá là 1.700.000. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Tecnot chạy máy cơ tự động. Con này dòng cơ cổ nha nè. Có hỗ trợ cốt phụ. Con này xe mặt 32. Chiều này là 30. Cọc số nổi rất là đẹp nha nè. Tất cả đều còn nguyên zin. Dây khóa nguyên zin hết nha. Mặt sau có con hình con sư tử. Trên cái đấm của nó có hình chữ T nha, viết tắt là Tecnot. Con này có ô cửa sổ lịch nằm ở góc này. Chạy máy cơ tự động của Thụy Sĩ xưa nha, đồng hồ này đồng hồ cổ đó. Con này thì nó cái nắp đáy của nó là nắp nắp nó đúc nha anh em, nắp đúc phía sau vậy luôn. Còn bộ máy của nó là chắc là mở ngang ở khớp này, mang trên ngang đây, ngang đây thì mới lấy cái máy ra được.
bao cho anh em là chính hãng nha và nguyên zin. Con này mẫu số 3 có giá là 1,7 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu là Apollo Armani, con này chạy máy cơ tự động. Lỗ cơ trước và lỗ cơ sau, con này mặt màu trắng, lỗ cơ thấy bộ máy luôn. Trên gốc 12 giờ có hình một con chim đầy bàn và có chữ GA. Cọc số là cọc cây và nó là màu vàng hồng. Xe mặt 43. Con này có cái búa vàng hồng rất đẹp luôn nè. Nhìn bộ máy rất là chắc. Khóa nguyên zin nha anh em. Con này mẫu số 4 có giá là 2,2 triệu. Qua mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu là Citizen. Hiệu Citizen, con này chạy máy cơ tự động. Made in Japan. Con này làm bằng thép đúc và mặt số trắng nha anh em. Bên trong mặt số này nó có những cái hoa văn, nó có những cái ô giống như cái vảy. Ô vuông vậy. Góc này nhìn theo ô vuông nè. Ô vuông theo chiều này nha anh em. Con này xe mặt 41. Toàn thân là bằng thép đúc, mặt sau lỗ cơ và chạy máy vàng của Citizen, 21 chân kính, Made in Japan. Con này mẫu số 3, mẫu số 5 có giá 1,750 triệu. Và mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu là IS, hiệu là Roberta Scapa. Dòng này chạy máy cơ tự động và chạy máy nhật nha anh em. Con này xe mặt 42, kính lồi nhẹ này. Kim cọc của chiếc đồng hồ này màu xanh dương, chạy 3 cốt 6 kim. Vòng tay còn rất là rộng nha. Máy trắng chạy máy cơ tự động. Con này dây thép đúc cầm rất là nặng. Độ mới rất là cao luôn. Chạy máy cơ tự động nhật nha anh em. Bên này là cái ô tròn này là chỉ thị lịch thứ. Bên này lịch ngày. Và cái này là kim chạy 24 giờ nha. Hiệu là Roberta Scapa. Con này mẫu số 6 có giá là 1,650 triệu. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu Rado, chạy máy cơ tự động nhật. Con này mặt màu vàng, dây vàng. Tất cả đều còn nguyên zin nha. Mặt sau chạy máy Miyota 21 chân kính. Đúng có cái mỏ nêu. Con này xe mặt 30, gần 36 nha anh em. Độ mới rất là cao luôn nè.
Hôm nay có lịch nha, có chỉ có chỉnh lịch lịch chạy nhanh nha, xe nhanh này. Con này mẫu số 7 có giá là 1,8 triệu. Độ mới còn rất là cao luôn. Cái mỏ nem này nó hoạt động nha anh em, thì nó đang nằm ở chỉ thị góc xéo này, góc một giờ này. Lắc là nó quay qua chỗ khác. Lắc nó đi chỗ khác nha anh em. Nó đi chỗ khác. Con này mẫu số 7 có giá 1,8 triệu nha. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ hiệu là Invention. Con này có hỗ trợ cúc phụ mặt màu xanh. Con này chạy máy của Citizen, dòng một nhánh của Citizen, chạy máy của Citizen luôn. Con này xe mặt 42, 4 chân dài xe 43, dây chốt khóa nguyên zin hết. Con này dây zin luôn nha anh em, mặt xanh, dây xanh. Con này chạy 21 chân kính. Máy của Citizen 8224C. Máy rất là mới nha. Cái núm nó vuông nha nè, cái núm có hình vuông. Con này mẫu số 8 có giá là 1,580,000. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 là một chiếc đồng hồ hiệu Bulova, chạy máy Nhật. Con này chạy 3 kim mặt vàng, cọc số vàng. Nhìn cái màu nó là màu mỡ gà. Kính nó kính lồi một xíu nha, kính lồi lên. Kính này kính cứng. Khóa nguyên zin, dây nguyên zin. Con này chạy máy của Nhật 21 chân kính. Xe mặt 42. Lộ cơ góc này nha anh em. Và cái kim này là cái kim chỉ thị 24 giờ. 24 giờ nó sẽ quay một vòng. Mới lan can luôn nha anh em. Con này mẫu số 9 có giá là 2,2 triệu. Qua mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này siêu mỏng nha anh em. Con này siêu mỏng luôn, mặt màu xanh, dây da xanh. Để Thiền Phú đo size thì nó là size nhiêu nha. Con này như là 3 ly, hơn 3 ly rưỡi một chút, gần 4 ly. Con này hiệu là Titan nha anh em. Hiệu là Titan, chạy máy Thụy Sĩ 2 kim. Xe mặt 37. Nó có một cái vòng sáng ở đây nha anh em, cái vòng cái này. Nó tráng một lớp, nó tráng một lớp mà vàng hồng. Vàng hồng sáng ở đây. Cọc số la mã cực kỳ mỏng luôn. Con này dây chốt khóa nguyên zin, đầu dây 20 khóa này. Rất là nhiều anh em thích cái dòng mỏng nha. Con này quá mỏng. Con này mẫu số 10 có giá là 1,9 triệu. Qua mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ hiệu là CK.
CK xe mặt 43, mặt trắng chạy 3 cốt 6 kim. Kính con này nó lồi lên và chắc nó cắt ngang nha anh em, lồi lên đây cắt ngang. Con này cái mặt nó màu trắng rất là đẹp nha anh em, màu trắng sáng. Con này cái mặt sáng lắm. Dây vẫn còn nguyên zin luôn. Khóa nguyên zin luôn. Con này mẫu số 11 có giá là 1.400.000, chạy máy pin của Thụy Sĩ chính hãng. Qua mẫu số 12 nha, mẫu số 12. Mẫu 12 là một chiếc đồng hồ hiệu Kay Wallet London. Con này chạy máy của Nhật, thương hiệu của Mỹ. Bốn cái góc này, bốn cái viên chấm bi nha anh em. Bốn chấm bi màu inox, mặt nó màu đỏ và nó có kèm với những cái hoa văn ở trên này màu trắng, vòng tròn trắng này, kết hợp trắng và đỏ nha nè, cọc số đỏ và trên một cái nền trắng. Chỗ này thì nó có lịch trăng sao, chạy ba cốt. Thì Thường Phú tính thôi, máy kim 3 cốt 7 kim, 3 cốt 7 kim. Có một cái kim nó chỗ này giống cái kim GMT nha nè. Kim nó chạy theo này, kim này như chạy 24 giờ. Rút núm ra thì kim dây nó đứng, phải đứng này, đè vô thì nó chạy nè, rút núm thì đứng, đè vô nó chạy. Con này mặt cái xe mặt 41 nha nè. Con này lụa cơ sau, mặt sau chưa xét siêu lông nha, đốm có đính màu đen. Con này mẫu số 12 có giá là 1.900.000. Qua mẫu số 13, mẫu số 13 là một chiếc đồng hồ hiệu Cartier. Con này chạy máy pin kim trôi, con này pin kim trôi, chạy 3 cốt 6 kim, 3 cốt 5 kim, con này 5 kim. Đo bên trong này là size 44 nha anh em, còn đo bên ngoài này là size 48 luôn. Con này khá to. Con này chạy máy pin của Nhật thì phải.
Nó thiết kế cái dây này khá đẹp nha, giống cái vây của cá mập. Con này mẫu số 13 có giá 1.600.000. Mã số 14 không có nha anh em. Và mã số 15. Mã số 15 thì con này là cái hiệu nó đây nha anh em, 2 chữ B. Ba rép, con này hiệu ba rép. Chạy máy cơ tự động. Mặt màu đen. Và con này thì nó chạy 2 múi giờ. Cái giờ bên to đây là nó chạy hai cái kim, hai bên là hai kim dây nha anh em. Một cái kim chạy từ 30 cho đến 30 và cái kim thứ hai là chạy từ 30 đến 60 giây. Size 42. Nó chạy lên 60 là nó nhảy gì? Về 30 lại vào. Từ 0 nó nhảy lên 30 nha nè. Con này mặt đen, cọc số trắng. Toàn thân là bằng thép đúc. Khóa riêng luôn. Con này còn cái mặt này chưa xé luôn nè. Ba rết. Dây khóa nguyên zin hết luôn nha anh em. Con này mẫu số 15 có giá là 1.700.000. Qua mẫu số 16 hiệu là Cù Lâu. Con này mặt của nó là mặt nó làm đá giống đá hoa cương á. Xe mặt 38. Con này chạy máy biên nhật. Mặt sau chưa xé xin lông. Dây vẫn còn nguyên zin luôn. Con này mẫu số 16 có giá là 980.000. Cái màu nó giống màu đồng ấy. Góc màu đồng á. Và mẫu số 17 là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này chạy 3 kim, có một kim màu đỏ. Con này xe mặt gần 35. Kính nó còng theo cái khung sườn luôn nha anh em. Thương hiệu được chập chìm ở đây. Con này mẫu số 17 có giá là 1.800.000. Qua mẫu số 18 một chiếc đồng hồ của Nhật có mặt cái hình của một người, người hồi hành tinh. Nó vẽ thiết họa theo kiểu 3D. Trên này kiểu 3D này. Nó để những cái chữ Nhật ở đây thì không biết là nó để chữ gì. Con này thì còn mới can nha. Có thiếu cái hộp thôi. Xe mặt 37.5. Con này sản xuất tại Nhật Bản luôn, Made in Japan.
nội địa của Nhật Bản. Con này mẫu số 18 có giá là 1 triệu. Qua mẫu số 19 là một chiếc đồng hồ hiệu Shima của Thụy Sĩ. Con này cái dây lụa còn rất là mới. Bốn góc đến bốn viên đá và còn lại là chấm bi vàng. Con này nữ đeo cực đẹp luôn nha nè. Nữ đeo con này đi Tết, đi đám cưới rồi. Rất đẹp luôn. Con này size 30. Giá là 1.250.000. Qua mẫu số 20 là một chiếc đồng hồ hiệu là Shima bạc. Núm có đến một viên đá màu xanh dương. Mặt nó màu xám nha nè. Con này rất là mới nha nè. Mặt sau vẫn còn có siêu nè. Chạy máy pin Thụy Sĩ. Con này xe mặt 21.5. Dành cho chị em phụ nữ. Con này mẫu số 20 có giá là 1.1 triệu. Qua mẫu số 21. Mẫu số 21 là một chiếc đồng hồ của Nhật. Giống cái hình của Sumo. Con này 4 góc 4 đến 4 viên đá. Con này dây nguyên zin nha nè. Chưa qua sử dụng thì phải. Nó còn cái này nè. Con này xe mặt 35. Con này mẫu số 21 có giá là 850.000. Qua mẫu số 22. 22 một chiếc đồng hồ còn cái hộp. Đồng hồ nữ nha nè. Con này là nó là màu vàng, mặt trắng, cột số La Mã, thương hiệu của Paris, chạy máy của Nhật. Cái niền của nó làm giống như cái dây cáp. Cáp này. Cột số La Mã và bên trong có chấm bi. Con này xe mặt 27.5. Vòng tay cũng khá rộng nha anh em. Con này hiệu Lan Khay. Còn hợp luôn. Con này mẫu số 22 có giá là 1.150.000. Còn số 23. 23 là một dòng thương hiệu US. Con này nó có chạy hai kim phút và kim giờ, còn cái kim dây của nó là hình dấu hỏi. Con này xe mặt 37. Con này chạy máy pin Nhật. Nhìn rất lạ luôn. Con này mẫu số 23 có giá là 700.
qua số 24. 24 là một chiếc đồng hồ của Nhật mặt xanh. Bốn góc này đến bốn cái cọc tròn. Giống cái trái banh này nè. Hai không không một American. Con này cái mắt dây của nó cũng khá đẹp. Xe mặt 38. Con này mẫu số 24 có giá là 600. Chạy máy bên Nhật, thương hiệu như của Mỹ phải. Qua mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ hiệu là Zozo Zora Armani. Con này kính nó vắt cạnh như viên kim cương. Và nó núm 18K. Nó là mặt bằng đá ceramic. Xe mặt 35. Đá ceramic này này. Những cái cọc này như này. Con này mẫu số 26 có giá là 1,5 triệu. Qua mẫu số 27. Chiếc đồng hồ hiệu Senco. Cọc số học trò nha anh em. Con này nó bọc vàng rất là dày. Con này xe mặt 33. Hơn 33 chút nha. Bốn chân dê là xe 38. Con này mẫu số 27 có giá là 650. Qua mẫu số 28 là một chiếc đồng hồ của Nhật chạy chronograph, chạy 3 cốt 6 kim nha. Con này niền đính đá. Đo cái niền thì nó size 40 nha nè. Đo cái cục này luôn là size 48. Con này dây silicone rất là mềm. Con này mẫu số 28 có giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 29. Mẫu số 29 con này còn mới can luôn. Con này góc 12 giờ có đến một viên sòn và niền là niền mạ vàng. Dây mạ vàng luôn. Mới 100% nha anh em. Con này đồng hồ của Nhật siêu mỏng. Có thương đồng mỏng bao nhiêu nha. Con này mỏng chưa được 5 ly nha anh em. Chưa tới 5 ly đâu. Con này mới can nha. Con này mẫu số 29 có giá là 750.000. Qua mẫu số 30. Mẫu số 30 là một chiếc đồng hồ mặt hãm sạc cừ. Thương hiệu của Barry.
chạy máy của Nhật. Con này cọc số la mã và toàn thân được mạ vàng. Xe mặt 31.5. Con này vòng tay cũng còn rộng nha. Con này mẫu số 30 có giá là 700. Còn mẫu số 31 là một chiếc đồng hồ Technot. Technot góc 12 giờ đến 2 viên son. Kính là màn kính sapphire chống trầy và là màn đá ceramic dây kết hợp vàng. Con này nó có hai cái đường sọc vàng rất là đẹp nha. Con này xe mặt 28 và bốn chân da là size 38. Đồng hồ đây là của nam nha. Khá mới nha anh em. Con này mẫu số 31 có giá là 1,5 triệu. Và mẫu số 32 con này hiệu Mastercard. Con này mặt màu xanh, niền màu vàng hồng, toàn thân vàng hồng luôn. Đúng nó giống như cái mũ cối á. Phía sau này có 3 cái chấm bi. 3.7 đây chắc để ổn định áp hay sao nó lùi lên như này. Con này xe mặt 36.5. Dây khóa nguyên zin hết luôn. Con này mẫu số 32 có giá là 980. Và mẫu số 33. Chiếc đồng hồ hiệu Baron, mặt màu đen. Cọc số vàng hồng. Con này niền của nó là bằng inox. Xe mặt 42 và nó có một ô cửa sổ lịch ở đây. Con này tất cả đều còn nguyên zin hết. Chỉ 3 cốt 6 kim. Baron chạy máy của Nhật. Mã 33 có giá là 1,2 triệu. Qua một số 34. 34 hiệu là Cantech. Con này mặt màu xanh và chạy một cốt 3 kim. Con này núm có đính núm có đúng núm cổ chai nha. Núm cổ chai chống nước. Đo ngoài đây là size 43.5 và đo chiều ngang là size 41. Con này như niền xoay được nè. Niền xoay được nè nha anh em. Mặt màu xanh, niền xanh. Con này cái chất thép của nó rất là đẹp nha anh em. Rất là chắc. Con này nó có luôn cái website luôn. www.cantech.ip.com. Con này mẫu số 34 có giá là 1,2 triệu. Và mẫu số 35 là một chiếc đồng hồ hiệu Robianco. Con này chạy máy pin của Nhật. Chạy 2,5 kim mặt trắng. Góc 12 giờ nó có một cái con tuần lọc có sừng. Orobenco được đóng cái trên cái sườn. Mặt sau thì có những cái Orobenco rất là nhiều từ trong ra ngoài luôn, tạo là một tròn xuống ốc. Con này xe mặt 41 nha nè. Trên mặt có hoa văn. Con này mẫu số 35 có giá là 1,1 triệu. Và mẫu số 36 là một chiếc đồng hồ hiệu Nissan. Nissan mặt màu xanh dương, cọc số màu trắng, kim trắng luôn.
Con này xe mặt 40, chạy máy pin chủ nhật. Con này dây chốt khóa nguyên zin hết toàn bộ, chạy máy pin nhật nha anh em. Cọc số màu trắng, kim trắng luôn. Con này mẫu số 36 có giá là 1 triệu. Qua mẫu số 37 là một chiếc đồng hồ Huawei. Cái Huawei này thì nó làm cái hình của một cái giống như một cái đình hay là một cái chùa gì đó đây. Mới sau này có chữ nhật in chìm. Mở ra này, nó có bên trong có súng ốc, có một hình người đàn ông rất là mập mạp. Bốn góc thì có đến 4 viên đá luôn nha anh em. Con này xe mặt là 43. Con này mẫu số 37 có giá là 550.000. Qua mẫu số 38, mẫu số cuối cùng là một chiếc đồng hồ hiệu là Dufa. Con này mặt màu đen, chạy 3 cốt 6 kim. Kim của nó thì nó làm cũng thiết kế rất đẹp, đó là kim góc này màu vàng, góc này màu xanh dương và trên này góc này màu đỏ. Cọc số trắng. Cái kính nó lồi nha anh em, kính nó lồi nhẹ lên như thế này. Dufa thương hiệu của Đức, chạy máy pin Thụy Sĩ, chạy Chronograph Made in Germany. Xe mặt 38, dây chốt khóa vẫn còn nguyên zin toàn bộ nha. Con này nhìn rất là sắc sảo, dây da mặt trong vàng, mặt ngoài này đen, mặt này đen này dưới vàng. Chỗ này nó cũng có cái dây này thì nó làm 3 màu, màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Đỏ, màu xanh, màu vàng. Đây thì nó làm ô vuông, vòng tròn và tam giác. Chạy nuôi của Ráp. Con này mẫu số 38 có giá là 2.4 triệu. Và video đến đây đã hết. Anh em thích mẫu sản phẩm nào thì gọi trực tiếp cho Thiện Phú hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Chúc anh em có một ngày vui vẻ.